Trong chương trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tướng Ukraine nói Nga đang chuẩn bị 100.000 quân cho mùa hè. Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiếp tục thả viện trợ nhân đạo xuống Bắc Gaza. Israel mở cửa ngõ mới cho viện trợ vào Gaza. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo hãng tin Reuters, ngày 22 tháng 3, Trung tướng Alexander Papliuk, tư lệnh các lực lượng mặt đất của quân đội Ukraine, khẳng định trên truyền hình nước này rằng Nga đang chuẩn bị 100.000 binh sĩ cho các kế hoạch tiến công mùa hè hoặc thay thế lực lượng đã bị tổn thất. Ông Papliuk khẳng định số binh sĩ này không nhất thiết để phục vụ một cuộc tiến công. Có thể họ sẽ bổ sung cho số binh sĩ mất khả năng chiến đấu. Cũng có thể một số lực lượng của Nga sẽ tiến hành kế hoạch tấn công vào đầu mùa hè. Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov thừa nhận cuộc xung đột tại Ukraine về bản chất đã trở thành chiến tranh do sự can thiệp của phương Tây. Đây là động thái cho thấy sự thay đổi quan điểm của Moscow, vốn chỉ xem những gì diễn ra tại Ukraine là kế hoạch quân sự trong hơn 2 năm qua. Hãng tin Reuters nhận định sự thay đổi này cũng nhằm chuẩn bị tinh thần cho người dân Nga về một giai đoạn mới của cuộc xung đột. Sau thời gian dài lơ là phòng thủ, Ukraine chạy đua củng cố phòng tuyến nhằm cản bước tiến của Nga nhưng tình hình đang ngày càng khó khăn. Quân đội Nga biết rằng các đơn vị Ukraine đang thiếu binh sĩ cùng đạn dược khi nguồn viện trợ từ Mỹ và châu Âu gián đoạn. Các quan chức và chỉ huy quân sự Ukraine đánh giá chiến thuật gây áp lực hiện nay của Nga chủ yếu nhằm mục đích tận dụng thế chủ động trên chiến trường trước khi mở một chiến dịch tấn công lớn. Quân đội Ukraine, dù đối mặt với nhiều khó khăn, vẫn nỗ lực chuẩn bị đạn dược và tìm kiếm cơ hội tấn công lực lượng Nga, áp dụng chiến thuật phòng thủ chủ động nhằm ngăn chặn đối thủ có quân số đông hơn và được trang bị tốt hơn. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cho biết có khoảng 800 triệu đô la Mỹ đã được phân bổ để xây dựng hệ thống công sự dọc phòng tuyến. Tuy nhiên, giới chức phương Tây và binh sĩ Ukraine cho rằng đây là động thái nước đến chân mới nhảy quá muộn màng của Kiev khi họ đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian trong năm qua để củng cố phòng tuyến. Trong phần lớn năm 2023, Ukraine chỉ chú trọng vào chiến dịch phản công mà lơ là nhiệm vụ xây dựng phòng tuyến. Khi chiến dịch phản công thất bại, quân đội Ukraine cuối năm ngoái phải chuyển sang thế phòng thủ. Chỉ đến lúc đó, họ mới nhận ra hệ thống công sự, hào chiến đấu của mình quá sơ sài và khó có thể cản được đà tiến của Nga. Tuy nhiên, chiến dịch tăng cường đào hào mà Ukraine phát động vài tháng qua khó có thể mang lại kết quả đáng kể khi Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công, đồng thời tạo ra gánh nặng khổng lồ về tài chính với Ukraine. Dù vậy, chính Nga cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức trên chiến trường. Mặc dù có nhiều nhân lực và nguồn lực hơn, Moscow lại gặp trở ngại trong việc tập trung lực lượng và phải dựa vào lượng lớn binh sĩ thiếu kinh nghiệm chiến đấu và trang bị để áp đảo vị trí của Ukraine. Bộ Tư lệnh Tác chiến chung thuộc Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE ngày 22 tháng 3 cho biết, Công quân nước này phối hợp với Ai Cập đã tiến hành đợt thả hàng viện trợ và cứu trợ nhân đạo thứ 11 xuống khu vực phía bắc của giải Gaza đợt thả dù mang theo hàng cứu trợ này nhắm vào những khu vực bị cô lập và khó tiếp cận ở phía Bắc Gaza với hai máy bay vận chuyển 24 tấn thực phẩm và hàng cứu trợ. Cho tới nay, tổng số hàng viện trợ được thả xuống Gaza kể từ khi bắt đầu kế hoạch cứu trợ của UAE dành cho người Palestine mang tên Burst of Goodness đã lên tới 462 tấn lương thực và vật tư y tế. Kế hoạch Burst of Goodness là một phần của kế hoạch Calang Night 3 được UAE triển khai nhằm hỗ trợ người dân Palestine ở giải Gaza. Trong tháng Ramadan của người Hồi giáo, UAE đã tăng cường nỗ lực huy động viện trợ thông qua các sáng kiến chung từ các tổ chức từ thiện trong nước gồm Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ UAE, Quỹ Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Quỹ Jayed bin Sultan và các nhân đạo và tổ chức từ thiện khác. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập đưa tin ngày 22 tháng 3, sân bay quốc tế en Aris đã tiếp nhận thêm hai máy bay chở hàng viện trợ dành cho người Palestine ở giải Gaza. Chiếc máy bay đầu tiên đến từ UAE chở 20 tấn lương thực hàng cứu trợ và vật tư y tế, trong khi chiếc thứ hai mang theo 29 tấn hàng viện trợ và thực phẩm của Nga dành cho người Gaza. Bên cạnh đó, ngày 22 tháng 3, phó phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Haq Hắc thông báo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ tới thăm thành phố Rafah nằm sát biên giới với Ai Cập để kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo trong xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine. Ông Fahan Haq cho hay Tổng thư ký Antonio Guterres người đang có chuyến công du tới Brussels, Bỉ, sẽ thăm Rafa vào tối 23 tháng 3 theo giờ địa phương để bày tỏ tinh thần đoàn kết của ông trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Ông Antonio Guterres sẽ gặp các nhân viên cứu trợ tại cửa khẩu biên giới Ai Cập giáp với Rafa, nơi đang là cửa ngõ quan trọng bậc nhất để hàng cứu trợ nhân đạo tới được giải Gaza. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng sẽ thăm một bệnh viện ở En Aris, thành phố của Ai Cập, nằm gần biên giới Gaza. Trước đó, nhiều quốc gia cơ quan viện trợ và tổ chức từ thiện đã nỗ lực chuyển lương thực tới Gaza bằng đường bộ, đường hàng không và đường biển. Theo hãng thông tấn AFP, cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas nổ ra đã biến nhiều khu vực rộng lớn thành vùng đất đổ nát và làm dấy lên cảnh báo về nạn đói ở đây. Quân đội Israel cho biết chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc WFP đang thử nghiệm tuyến đường bộ thay thế từ miền Nam Israel gửi 6 xe tải viện trợ tới miền Bắc Gaza thông qua một cổng trong hàng rào an ninh. WFP cho biết giới chức đã cung cấp đủ lương thực cho 25.000 người và yêu cầu chuyển hàng cứu trợ cho người dân ở phía Bắc Gaza đang bên bờ vực nạn đói vào mỗi ngày. Khi các cơ quan viện trợ cảnh báo việc vận chuyển bằng xe tải và thả dù không thể đáp ứng được nhu cầu cấp bách ở Gaza, các quốc gia châu Âu và Mỹ đã công bố kế hoạch gửi thêm hàng cứu trợ bằng đường biển. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã công bố kế hoạch cho quân đội xây dựng một bến cảng trên bờ biển Gaza. Hôm 12 tháng 3 bốn tàu quân sự của Mỹ cũng đã rời căn cứ ở Virginia, mang theo khoảng 100 binh sĩ và thiết bị hướng tới Gaza. Phát biểu với truyền thông, chuẩn tướng lục quân Mỹ Brad Hinson cho biết cơ sở mới dự kiến đi vào hoạt động sau 60 ngày. Tổng cộng khoảng 500 binh sĩ thuộc tiểu đoàn vận tải viễn trinh số 7 sẽ tham gia kế hoạch này. Ông nhấn mạnh, một khi chúng tôi có đầy đủ năng lực thực hiện sứ mệnh, chúng tôi sẽ có thể vận chuyển 2 triệu khẩu phần ăn hoặc 2 triệu chai nước lên bờ mỗi ngày Giới chức Mỹ cho biết nỗ lực này không liên quan đến việc triển khai chiến bộ ở Gaza, nhưng binh sĩ Mỹ sẽ đến gần Gaza khi họ xây dựng bến tàu vốn phải được neo vào bờ. Ngày 22 tháng 3, quân đội Israel cho biết đã mở một cửa ngõ mới cho viện trợ vào giải Gaza, cho phép nguồn cung cấp viện trợ không giới hạn vào giải đất đang đối mặt với nguy cơ xảy ra nạn đói này. Phát biểu với báo giới, Đại tá Moshe Techo, người đứng đầu cơ quan điều phối của Israel và cơ quan liên lạc Gaza cho biết quân đội nước này đã mở cổng 96, một lối tiếp cận mới để cung cấp viện trợ cho khu vực phía bắc giải Gaza. Cũng theo quan chức trên, Israel đang nỗ lực hết sức để mở rộng năng lực viện trợ nhân đạo vào Gaza và hiện có đủ lương thực chi viện cho Gaza mỗi ngày. Tình cảnh khó khăn của hơn 2,3 triệu người Palestine ở Gaza trong 6 tháng qua, kể từ khi giải đất này bị Israel phong tỏa, đã làm dấy lên mối quan ngại của cộng đồng quốc tế. Theo một báo cáo công bố mới đây của Liên Hợp Quốc, nạn đói có nguy cơ xảy ra ở khu vực phía bắc giải Gaza và sau đó có thể lan rộng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong ngày 22 tháng 3 đã có cuộc gặp riêng với Bộ trưởng Nội các Chiến tranh của Israel Benny Gantz để thảo luận về tình hình cuộc xung đột tại giải Gaza. Cuộc gặp trong khoảng 40 phút tập trung vào công tác tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza và kế hoạch của quân đội Israel đổ bộ vào thành phố Rafah, vốn đang vấp phải sự phản đối của quốc tế, bao gồm cả Mỹ. Liên quan đến Rafah, ngày 22 tháng 3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nếu cần thiết, Israel sẽ vẫn điều quân tới thành phố phía nam giải Gaza này mà không cần sự ủng hộ của Mỹ. Ông cho biết, tại cuộc gặp với ngoại trưởng Mỹ Blinken, ông đã nhấn mạnh rằng Israel sẽ không thể đánh bại Hamas nếu không tiến hành kế hoạch quân sự ở Rafa. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 23 tháng 3 tiếp tục không thể thông qua dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, được Mỹ đề xuất do Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực bỏ phiếu chống. Dự thảo nghị quyết kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức kéo dài khoảng 6 tuần nhằm bảo vệ dân thường và cho phép tăng cường đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza. Theo đại sứ nga tại liên hợp quốc, ông Vasily Nebenzia, dự thảo nghị quyết đã bị chính trị hóa quá mức và có thể là động thái bật đèn xanh cho Israel tiến hành một kế hoạch quân sự ở khu vực Rafa đông dân cư. Trước đó, Mỹ cũng từng bỏ phiếu trắng đối với các nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Gaza với nhiều lý do khác nhau. Mỹ đưa ra dự thảo nghị quyết lần này và tham vấn nhiều tuần với các thành viên hội đồng bảo an, tuy nhiên cũng không thể thuyết phục được nga và trung quốc ngay sau khi dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất không được thông qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố sẽ soạn ra một dự thảo nghị quyết mới để kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Ngày 21 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nêu rõ bất kỳ hoạt động quân sự nào của Israel ở thành phố Rafah, phía nam giải Gaza, sẽ chỉ làm tình hình nhân đạo trở nên tồi tệ hơn. Ông Blinken cũng nhấn mạnh 1,5 triệu người Palestine đang lánh nạn ở thành phố biên giới này, đồng thời tuyên bố Mỹ phản đối mọi hành động cưỡng bức di rời người Palestine ở Gaza hoặc tái chiếm đóng giải đất này. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo rằng Israel sẽ phạm phải sai lầm lớn nếu tấn công thành phố Rafah. Ông Blinken nói thêm rằng phong trào Hamas đã đáp lại đề xuất ngừng bắn của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh các cuộc đàm phán ở Doha, Qatar đang tiến tới một thỏa thuận. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định khoảng cách đang được thu hẹp trong các cuộc đàm phán và cho biết mỹ đã trình lên hội đồng bảo an liên hợp quốc một dự thảo nghị quyết để thúc đẩy các nỗ lực này mỹ mong muốn nhận được sự ủng hộ của tất cả các quốc gia thành viên hội đồng bảo an đối với dự thảo nghị quyết về phần mình ngoại trưởng ai cập sokri cho biết ông và các quan chức ả rập đã nhấn mạnh với ngoại trưởng mỹ về hậu quả nghiêm trọng của việc israel tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào rafah ông sokri lưu ý tổng thống mỹ joe biden và ngoại trưởng blinken đã phản đối kế hoạch của israel tấn công thành phố Rafa. Ông Sokri cho hay ông đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ về sự cần thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza, trả tự do cho các con tin và tù nhân cũng như tăng cường đưa viện trợ nhân đạo vào giải đất này. Ngoại trưởng Sokri kêu gọi thực hiện giải pháp hai nhà nước và thành lập một nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967. Cũng trong ngày 21 tháng 3, các nhà lãnh đạo 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU đã ra tuyên bố chung kêu gọi tạm dừng giao tranh ngay lập tức vì mục đích nhân đạo ở Gaza. Tuyên bố chung cũng nhắc lại lời kêu gọi thả tất cả các con tin, đồng thời hối thúc chính phủ Israel không tiến hành hoạt động quân sự ở Rafah. EU cũng nhấn mạnh nguy cơ về một nạn đói, do đó kêu gọi mở các tuyến đường bộ để viện trợ nhân đạo, bên cạnh các đợt thả hàng viện trợ bằng đường không và hành lang hàng hải từ đảo ship. Các nhà lãnh đạo đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục do cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc